Xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh chưởng lực Attila. Mình là Tôn Tân qua Tuyên Quang và hôm nay thì mình sẽ lại tiếp tục cái chiến dịch của đế quốc Hung Nô. Ở tập trước thì mình đã đốt trụi Bắc Âu rồi, bây giờ thì Bắc Âu chỉ còn là những vùng hoang tàn và đổ nát. Còn khu vực phía Nam, cánh quân phương Nam của mình thì bây giờ đang tiến đến đây rồi. Mình chưa biết là mình sẽ tiến được có vào đất này không, nhưng mà quân đoàn này của mình chắc là ăn được. Nhưng mà hình như là chưa đủ lượt để có thể di chuyển tới. Tới thì tới nhưng mà nghĩa là cắm trại thì không được. Mình cứ yên tâm thì mình cứ phải di chuyển ở vùng nào mà có thể cắm trại được đã. Cắm trại được. Đối với Hung Nô mà không cắm trại được thì rất nguy hiểm. Đây, cắm trại trên hai vùng đất. Thế chúng ta sẽ có nhiều tiền hơn. Thanh niên này cho đi phá hoại khu định cư đó để nó tăng rank lên. Nó tăng rank lên thì mình sẽ cho nó vào quân đoàn, còn spy thì mình sẽ cho nó ở ngoài. Nó phải lên cấp 4 nó mới vào được quân đoàn. Ôi giời, vãi cả sửa. Cho mấy thanh niên này đi do thám tình hình quân địch ở đây như nào. Ai chả, chúng nó đông quân thế nhỉ? Rất đông quân, muốn đánh cũng không dễ. Hoa kệ chúng nó, bây giờ thì chúng ta cứ vừa tiến vừa ổn định quân đội đã. Đây, chúng nó có quân ở đây, nó có 3 quân đoàn đóng ở đây, 1 quân đoàn ở đây là 4. Mình muốn chơi nó là mình phải tiêu diệt được cái bọn ở đây. Quân trong thành của nó cũng chất phết đấy, đùa đâu. Đoàn hộ vệ cao quý 172 máu cơ. Máu gì mà trâu thế. Kinh. Thôi kệ, qua lượt đã. Còn Bắc Âu mình xem thời tiết tốt hơn thì mình bắt đầu sẽ di chuyển dần. Các hai quân đoàn của Bắc Âu cứ khi mà mùa đông mình sẽ cắm trại và mùa hè thì mình sẽ di chuyển. Mất khá nhiều thời gian để có thể xóa sổ được Bắc Âu ấy, bởi vì là vùng đất phía trên đấy nó quanh năm băng tuyết. Hình như 4 mùa thì chỉ có 1 mùa là không bị băng tuyết thôi, cái vùng Bắc Âu ấy. Rồi, chúng nó bỏ chạy hết à? Như vậy thì mình sẽ đốt cái thành đấy của nó. Bắc Âu bây giờ vẫn đang là băng tuyết này. Mình chắc là chưa đi được. Đốt được mấy cái thành ở phía trên này mình cũng hao bao nhiêu quân, đơn giản không? Đối với cái quân đoàn ở phương Bắc này thì mình chưa mua quân vội làm gì cả, bởi vì là bây giờ quân đội của mình nói chung là cũng không cần thiết phải duy trì nhiều quá. Mình sẽ để xem là nếu có cái lính đời cuối mình sẽ nâng cấp dần lên để có lính đời cuối. Còn giờ thì nó cũng chưa quan trọng lắm, chưa vội. Rồi, chúng nó vừa chạy hết rồi đúng không? Tao này định ám sát quân mình à? Khử ngay mấy thằng điệp viên của nó đã. Không để chúng nó nổi loạn ở đây được. Không có mấy thằng điệp viên là phải khử ngay. Rồi, do thám thôi. Không cần ám sát làm gì, phí quân, phí tiền. Quân đoàn này khá nhỉ. Không nhiều quân lắm. Không nhiều quân lắm thì có thể cho đội kỵ binh này tấn công được. Đánh một trận ban ngày đã. Mình nghĩ là mình sẽ để quân đoàn kia nó được phục hồi.
Thằng vua của nó đứng ở đây à? Ôi, chết luôn vua nó rồi. Không cần thiết phải đánh ban đêm. Nhưng mà sao quân này lính của nó về đời sau này mạnh thế nhỉ? Đội cầm giáo nó mạnh ghê. Hay quá, hay quá. Rồi, dụ cho nó ra. Đâu nhỉ? Mình bảo chỗ nào nó có một cái hẻm đất rất là tuyệt vời đâu nhỉ? Đây à? Vị trí đặt xe bắn đá rất tuyệt vời, đặt trên một cái quả đồi. Đây. Đặt ở đây thì hầu như là chúng nó không tấn công được, bởi vì là đúng rồi, hướng này là chúng nó chạy lên đây mới tấn công được. Hay quá. Xe bắn đá thôi. Đấy, trong rừng. Sốc kỵ đến đây. Xạ kỵ. Tất cả chuyển sang bắn đa xuyên giáp cho anh. Quá tuyệt vời, nhưng không dễ để đặt khó phá binh. Chẳng mấy khi được đánh nhau ban ngày sáng sủa như này, toàn đánh nhau ban đêm. Một phần mình phải đánh nhau ban đêm bởi vì là đánh ban ngày thì chúng ta không được nhiều lợi thế lắm. Úi dồi ôi. Sốc kỵ ở hung nô. Nó đeo cái con giáo dài kinh hồn này. Chất nhỉ? Ui, giáp long lanh. Cái này mà lính đời cuối thì nó kiểu gì nhỉ? À thôi, bắn từ từ, pháo từ từ. Cho bọn xạ kỵ lên trước đây. Tấn công mình à? Cho ra đồng bằng rồi đó. Mấy cái con ngựa vớ vẩn. Chạy được đến nơi thì còn quân không? Xong. 53 cái con ngựa Bắc Âu đã đòi dọa anh. Lã. Úi dồi ôi. 53 cái thằng Bắc Âu này. Chết. Úi dồi ôi. Úi dồi ôi, dồi ôi. Đánh nhau ban ngày sướng thật. Úi dồi ôi. Lý của nó lính giáp dày đấy chứ đùa đâu.
rồi xả kỵ vòng ra đây. Xả kỵ lên đồi. Chúng nó ra không để cho chúng nó di chuyển ở khu vực trong rừng. Lã cứ từ từ mà đánh. Ba cái thằng bắn cung của nó chạy đi đâu ấy? Tướng của nó ăn no đạn. Vào hẳn rừng đi. Đây rồi. The enemy have rallied their units. Mình rất thích trò chơi mèo vần chuột. Tướng của nó dẹo rồi. What? Hai đạo quân này thậm chí còn chưa đấy. À, chạy đến gần chết sạch à? À, đơn giản thế thôi à? 8 người lính. 8 người lính hy sinh. Một cái thương vong nhẹ đủ chấp nhận được. Rồi. Cướp phát đã, kiếm cái sẻng. Sau đó rồi đốt luôn. Như này à, hiện tại cũng chưa xây dựng cái gì. Không tốn quân lắm thì mình sẽ cho quân đoàn này nó di chuyển đến. Úi dồi ôi, đốt sạch. Sao đây có mấy thanh niên La Mã nhỉ? Quân ly khai La Mã. Cắm trại và mua quân đi. Mua luôn cái lính ở đời cuối này đi, dùng cho nó trước. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, đủ rồi. Mất 2 lượt. Khả năng cao là nó chưa dám xuống đây nữa. Quen mình. Còn quân phương Bắc thế nào nhỉ? Thời tiết đã tốt hơn rồi chưa? À, thời tiết tốt hơn rồi. Thời tiết tốt hơn thì mình sẽ bắt đầu di chuyển. Thời tiết tốt hơn thì mình sẽ bắt đầu di chuyển. Tất nhiên là mình chưa vội vàng mua quân ở trên này. Mình sẽ dành tiền để nâng cấp nhà cửa. Chưa vội vã cái việc mua quân lắm. Mình sẽ nâng nhà cửa lên trước đã. Ây da. I am the from the god. I shall see them to their ancestors. Rồi. Chết luôn thằng pháp sư của nó đã. Tranh thủ thời tiết này liệu có thể mua các đơn vị quân bằng 7 đơn vị này. Mất có 1 lượt thôi. Được, mua cái bọn này thì mất 2 lượt này. Mua 2 thằng này đã, lượt sau mua thằng kia 1 phát nữa là đẹp. Và trong 3 lượt mình sẽ mua, trong 1 lượt mình mua được luôn.
Còn cái đạo này thì cứ chưa cần. Đạo này sau này mình sẽ nâng lên ngọn giáo đầu, đội thiết kỵ mạnh nhất của Hung Nô. Bây giờ thì mình cứ tích tiền đã. Đằng nào mình để trên đấy cũng không làm gì cả. À, khi đang di chuyển được này thì không nên mua quân nhỉ. Lúc nào buộc phải cắm trại mà không di chuyển được trong vài lượt mình mua quân. Rồi, đỡ tốn upkeep. Hung Nô này nếu sau này lên đến ngọn giáo đầu thì mình không biết là nó còn mạnh cỡ nào, nhưng mà với cái đội hình như thế này thì mình thấy cũng đã đủ ăn rồi. Rồi tốt. 3 định 3 đánh 2. Mình bỏ mất mấy thằng bộ cầm rìu đi phát mà nó định quay mình ngay được. Liều ghê nhỉ. Nhưng với thời tiết tốt này thì mình chạy thoải mái. Nào, đuổi tiếp thằng đang đứng của anh xem nào. Quả này mình quay mình đập chết luôn bọn này. Mấy cái thằng Alamid này. Ai à, chơi chết mất cả một gián điệp của mình rồi. Được đấy. Gớm nhỉ. Thành công. Trừ 10 kiểm soát ở những cuộc gặp bí mật à? À, sự kiện gì đấy? Cán cân sức mạnh đã thay đổi. Thanh niên này sẽ được bổ nhiệm các chức vụ cao hơn. Đi dò đường cho anh xem nào, xem chúng nó đang làm gì đây nhá. Phương Bắc này thì không có gì phải sợ. Thêm một skin nữa thì nó là cái này. Thằng này tướng chỉ số gớm nhỉ. Kiêu ngạo à? Chỉ một trung thành. Thời tiết xấu này thì có lẽ mình vừa di chuyển mình phải vừa mua quân. Đội quân này thì chắc không cần. À đây, ra đến đây thời tiết lại tốt này. Thời tiết ở phía trên đấy thì xấu nhưng dưới này thì được. Thời tiết phía dưới này vẫn tốt, mà chắc là lượt sau thì sẽ xấu. Có vội để mua quân ngay không nhỉ? Không phải vội lắm, chỗ này toàn bị đốt cháy hết rồi, chúng nó có dám đánh mình đâu, nó bỏ chạy hết rồi. Để dành tiền đã, xử lý mấy cái thằng này này. Yes. Dark shadows loom. Ám sát thằng tướng của nó trước đã. I have seen it die. Rồi. Yes. What? Ám sát thằng tướng của nó phát ạ. Mày chết. How can I help? Con mụ béo, con mụ này gớm nhỉ, ám sát một thằng spy mình. Mày thích ám sát này. Rồi, bây giờ thì anh sẽ xử lý cho mày, dám đuổi anh á. Con đoàn này thì ngon luôn. Trời, giết từng thằng một.
For the tribe. Con này đầu tiên. For the gods. Khá nhiều kỵ binh. Lã cho pháo lã chết bớt kỵ binh của nó đã. Xong rồi đi quẩy sau. Úi giời ơi. Đánh ở trên đồng bằng như thế này thì sở trường của quân Hung Nô rồi. Đợi bộ binh của nó, à kỵ binh của nó đến á, mình không vội vàng. Mình có pháo buộc nó phải công mình trước. Mấy thằng kỵ binh của nó. Cứ bình tĩnh đi. Cho quân xông sớm quá lại hơi dở. Mấy con ngựa bên nào, bên này. À, nó không có đội ngựa có thể ném lao đâu. Lao lên cho anh, nát luôn đội ngựa nó cho anh. Xử lý dứt điểm bọn đấy. À. Rồi nhá, nó lên khá nhanh đấy, nó lên tốc độ rất nhanh. Nó đang di chuyển với tốc độ rất nhanh. Nó định chơi xe bắn đá vậy nhỉ? À. Rồi. Gớm nhỉ? Bọn này xông vào như đúng rồi nhỉ? Bắn đạn thường đi, phá giáp đi. Hai cái xe bắn đá này à. Chạy đã. Rút đi, rút 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 rút. Không đánh nhau. Bộ binh nó đến rồi. Đuổi mấy thằng này. Bắn đạn thường. Và đạn phá giáp đã. Rồi, lên đây. Trời ơi. Vòng ra đây, thử nó luôn. Sốc kỵ của anh từ từ dụ cho nó vào thế. Bắn đạn thường. Úi giời ơi, đám tầm xa của chúng này vòng hết đằng sau à. Thế thì ăn đủ rồi. Bậc thầy giáo binh Bắc Âu à. Úi giời ơi. Cho nó phát. Bắn đạn phá giáp đi.
nó làm sao để bảo vệ được đằng sau đây? Rồi ôi. Nó bảo vệ đằng sau kiểu gì? Bác đừng 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 đừng. Chạy ra đây. Để nó tiến hơi nhanh nhỉ. Bị nó ném lao vào chúng à? Tiến vào, phong tỏa pháo của mình hơi nhanh. Giết hết bọn này, không để sống sót. Rồi, thanh niên này bị thương thì cho nghỉ ngơi. Để đấy. Không để thằng nào sống sót. Nhóm vào mật độ. Trời ơi. Bây giờ thì là đến lúc xạ kỵ mình ứng xử. Bọn này không cho bắn tự do phải vui rồi. Quay lùi xong rồi, đâu rồi nhỉ? Mấy cái xe bắn đá mình đâu nhỉ? Đứng trước nó như thế rồi. Mình phải vờn bọn này mới được. Thằng này tách đàn rồi đúng không? Tách đàn rồi thì chuẩn bị sốc. Tinh thần lao động. Sao bắn đá đâu? Nhỉ, đuổi mấy con kỵ cận chiến của mình ra tận đây kìa. Đội xạ kỵ này à. Ngọn gió đầu của chúng ta vẫn tiếp tục. Trời ơi. Có một thằng tách đàn kìa. Tách đê. The tide of battle turns in our favor.
quay tròn à? Chạy đi đâu? Bị quay tròn bắn tên từ tất cả các hướng. Mất tinh thần rồi, mất tinh thần rồi. Xong rồi. Ê. Không được tha, quẩy hết cho nó cho anh. Không tha cho một thằng nào hết. Chọn hồi quân đã, hồi được cơ số quân à. Giết bằng hết luôn, không để cho chúng nó tàn dư, chúng nó chạy thoát. Tha chúng nó là mình lại mệt ở trận sau. Phải giết hết. Đúng phong cách của Hung Nô là phải cướp hiếp giết. Rồi bọn này hết thôi. Úi giời. Sốc cho ngã lăn quay cơ đơ rồi. Còn đâu? Thầy giáo binh Bắc Âu kinh. Bậc thầy giáo binh cả. Mày nè. Cứ phải đánh tay này cho nó chắc. Rồi. Một thằng. Đánh như này không được tiền nhưng lại hồi được quân. Đánh thành thì được tiền nhưng không hồi được quân. 4%. Mấy cái này mình cũng có thể chọn tiền nhưng mà chọn tiền thì nó sẽ giảm sĩ khí. Tiền thì không quan trọng lắm, mình hồi quân thì mình mới đánh tiếp chứ. Tăng vào cái này trước đã. Thằng này tướng mạnh ghê nhở. Ô, tướng này 24 tuổi mà tuổi trẻ mà tài cao thế. Toàn chỉ số ngon này. What do you wish of me? Đi quấy rối khu định cư của nó cho anh. God be praised. How can I help? Trong hai thằng này thì đánh thằng nào trước nhỉ? Thằng này cũng lại rất nhiều. Chơi thằng này trước thì dễ hơn này. Ready for battle. Giết thằng này trước thì hồi được quân dễ hơn. Bởi vì nó toàn lính công giáo thôi. Có một đội ngựa. Còn lại thì bên này lại khá nhiều kỵ binh lại lắm lính tầm xa. Bây giờ sẽ là một trận đánh đêm. Dám đuổi Hung Nô. Wow, chỗ này mình đốt. À đúng rồi, mình cứ đốt phát thì các cái vùng đất quanh đấy nó bị trụi thu lụi luôn. Nên là mình sẽ đốt nhiều hơn đấy. Đốt thì sẽ đánh trận dễ hơn. Nó có một đội ngựa thôi. Nó có đội ngựa ở kia kìa. Nó có đúng một đội ngựa. Thanh niên này bị thương đứng lùi lại.
thanh niên này sẽ được chiến đấu. Bọn này đi khử cái thằng kỵ binh của nó cho anh. Nó toàn tính cận chiến này thì sợ đích. Quân địch đang tiếp cận. Bắn đạn xuyên giáp cho anh. Đạn giết gió. Úi dồi ôi, đội kỵ binh của nó khôn vãi nhở. Di chuyển này thì mình làm sao mà đánh được. Ra phải dừng phát bắn đạn lửa luôn. Hạ cái đội kỵ binh của nó đó. Xong rồi. Tiếp tục bắn đạn xuyên giáp. Bắn vào đây. Úi dồi ôi, tha hồ. Lùi ra tí nữa nè. Dụ nó sang di chuyển sang hướng này là rất tuyệt. Đó. Giết hết bọn này. À không cần. Có cái đội này. Tiến nhanh lên xem nào. Lại rút ra. Lại lùi lại à. Lại lùi lại, anh lại tiến lên. Rồi. Ơ mình tắt à. Thảo nào. Bắn tên đi cu. Đổi tên vào cho nó. Rồi di chuyển. Xe bắn đá lỗ áp sướng thế. Đạo quân bỏ chạy này sẽ được chăm sóc kỹ lưỡng. Đảm bảo không cho một thằng nào chạy thoát thôi. Pháo đâu, lã vào đây. Lùi ra đi em. Để nó áp sát. Sao mà giết mãi chưa hết này. Rồi. Tuyệt vời. Lã vào đây. Rồi.
nó nhấp nháy hết rồi. Ui dồi ôi, pháo bắn. Ui dồi ôi. Pháo bắn này thì chúng nó tan nát hết đội hình. À, lém lao mình nhỉ. Trời này vướng quá nhỉ. Rồi lên tiếp đi các anh em ơi. Giết bằng hết. Thằng nào bỏ chạy bắt đầu mình sẽ cho rỉa. Đủ. Xong chưa? Lại rút về kìa. Rút anh lại xuống. Xoay bắn đá của mình bắn hết tên rồi đúng không? Bắn hết đạn rồi. Ơ kìa, chỗ này vẫn còn đông. Giết hẳn bọn này đi. Ba thằng nó không cần đuổi đấy. Ba thằng nó không cần đuổi. Cứ cá rô rỉ này thì chúng nó sống làm sao được chứ. Chơi nó chắc ăn, giết bằng hết. Không để bọn này sống sót được. Lại chạy lên này. Lại chạy lên để mưa tên dội vào đầu. Giết hết chứ, đám này chưa? Ồ. Hết rồi à? Hết rồi à? Nhảy hết rồi. Chuẩn bị đón mắt. Đón mắt khách này. Đón khách này anh em. Chúng nó tan tác gần hết rồi. Dồi ôi. Trò chơi mèo vần chuột. Chưa biết chúng nó xem chúng nó định làm trò gì nữa. Vần chúng nó. Bắn.
lên đón cái đội bỏ chạy kia. Không để thằng nào sống sót cả. Rồi, thêm một thằng nữa bỏ chạy. Quay tròn nó lại, không cho nó chạy thoát. Ôi dồi ôi. À đúng rồi, chúng mày di chuyển ra đây đi. Đây, khử cho nó dễ. Chúng mày chui vào rừng, chúng mày trốn được. Khó như anh. Đúng rồi. Chạy ra đây. Thế trận đang ủng hộ chúng ta. 45 thằng. Úi giời. Úi giời. Cho mèo và chuột này thú vị thật. Còn mấy thằng nữa. Nhất lót chúng nó đi chứ. Rồi. Sao nó còn có một thằng giết mãi không xong thế? Úi dồi ôi, bọn này bắn tên. Xong à, bọn này chạy hết à? Chuẩn bị đội cuối cùng chạy. Rồi. Nó còn có một thằng mà giết mãi không xong. Rồi, bắn đây. Bắn cho hết tên luôn. Úi dồi ôi. Chiến. Giết bằng hết luôn bọn này. Mấy thằng bắt câu. Tàn sát đến người lính cuối cùng của nó luôn. Để đảm bảo rằng chúng nó không có cơ hội có thể dám đánh mình thêm một phát nữa. Đúng rồi. Láo với anh. Thế chính ra mấy cái thằng xạ kỵ nó đi lùa cái bọn bỏ chạy này còn nhanh hơn là mấy thằng sốc kỵ cận kỵ nhỉ. Thôi rồi. Mày láo nữa không? Chết 35 đồng chí. Sao nó vẫn còn 51 thằng là thế quá nào? Phải chết hết rồi đúng. Chết tại chỗ luôn. Không thằng nào chạy thoát. Hồi 3% quân này. Cũng được. Rồi quân của mình đã đầy thêm một chút xíu. Thanh niên này đầy thêm một chút xíu rồi. Xạ kỵ đầy thêm. Bọn này đầy thêm rồi. Đánh trận xong không những không mất quân còn đầy quân thêm. Nó chạy sang bên kia sông, nếu mình sang đây thì mình lại không cắm trại được cả. Thôi từ từ đã. Cắm trại xuống đã. Quân đoàn kia chưa tới. Chúng ta cứ từ từ. Đây. We need good fighters. Ready for action. Thanh niên này à,
kỵ binh cận kỵ rồi này. Chưa có kỵ cung đúng không? Đúng rồi, chưa có đội kỵ cung, mới có cận kỵ thôi. Mấy thằng này chạy về nhà. À, chạy về nhà là đúng. Mình diệt mấy hai đội của nó rồi. Mày láo với anh. Xem nào. Ô. Qua lượt. Cứ bình tĩnh. Xử đẹp hết cái bọn này mới được. Không thể để láo toét thế được. Dám xông pha vào đất của hung nô. Xông pha dám quẩy lại cái anh. Chiến trường Bắc Âu. Hai quân đoàn ở Bắc, phía Bắc này của mình bây giờ chưa mua quân. Chỉ mỗi hai quân đoàn phương Nam là không? À, rút quân về đây à? Cái gì? Đã định ám sát tướng anh tiếp à? Ô, nó thành công. Phá hoại à? Cái thành này của thằng quân Ly Khai La Mã hình như đang bị đốt phá rồi thì phải. Để chưa đốt mình cướp để kiếm tí sàng nhỉ. Nói chung thì mình đi đâu mình phải đốt hết ở đấy chứ để chống vài ô sau lại phải đi dẹp mệt. Đốt hết. À. Thằng quân Ly Khai La Mã nó mình bổ nhiệm một loạt các tướng lĩnh vào các chức vụ mới này. Bổ nhiệm thằng này lên. Ồ, tuyết rơi à. Sao có cái thanh niên đứng như này? Không chợ, sợ rét à? Ready for battle. Qua đứng ở đây thôi. Mình cứ di chuyển này. Ồ, di chuyển phát mất nhiều quân thế. Đúng là phương Bắc. Thế mà mấy thằng phương Bắc này nó đứng chả chết mấy quân nhỉ? Mình chết nhiều thế. Đấy. Cướp quý tộc. À đây, mình sẽ lâng cái này để tuyển quán quân đúng không? Để tuyển quán quân. For the tribe. Đúng rồi, để tuyển quán quân nha, champion. Thirsty for battle. Mất một lượt nữa. Lên kỵ binh. Lúc thực à? Cứ lên đi, đằng nào đang mua quân. Mày cái định ám sát anh à? Gớm nhỉ? Bại cả. À. Rank nó cao à? Rank nó cao à? Mày có chết không? Gây rối khu định cư phát triển. What do you wish of me? My words will sway them. Thành này. Úi giời. Thành tan nát à? My way is blocked. Thành này bị tan nát hết rồi. How can I help? Cửa lốt thằng này, không để nó quấy rối quân đội mình. I shall see them to their ancestors. Kinh quá nhỉ. Nó còn đang bị mất quân nữa. Lượt sau. Lượt sau là mình sẽ đủ quân đấy. Úi giời, quân đoàn này vẫn còn chất lắm.
Đá tuyết rơi, phục hồi quân đã. Quân đi khai La Mã. Phanh bị nó đánh cho té tua này kìa. Và bình tĩnh. Bây giờ thì hầu như mình chả quan tâm nhiều đến vấn đề ngoại giao, bởi vì là bây giờ mình chả có ngoại giao mà ngoại giao gì cả. Có gì đâu để mà ngoại giao bây giờ. Là bây giờ mình cũng chẳng có gì để ngoại giao luôn ấy. Bây giờ mình gặp ai mình đập đấy thì làm gì có cái gì mà ngoại giao. Ngoại giao của chúng ta bây giờ là ngoại giao bằng gọn giáo. Chính sách ngoại giao của chúng ta là ngọn giáo và mũi tên. Định quấy rối mình. Quấy rối quân đoàn của mình à? Quấy rối quân đoàn của anh à? Ủa chỗ này tăng tuyết. Không biết sau cái ngày tháng này nó đã chuyển sang mùa hè chưa nhỉ? Để đánh luôn thằng La Mã này được. Đi đến đâu phải đốt này. Chỗ nào đốt được là phải đốt. Quân ly khai La Mã nó có cả đất ở châu Phi đấy mà. Thất bại. Ủng hộ chính phủ. Úi giời. Hoa be praised. How can I help? Thành công cho anh nhờ cái em ơi. I am cái đám này. Thế. What do you want? Chết con này cho anh. I will lend them. Mày láo này. Qua be praised. How can I help? Nó có thằng spy nào đấy không? Hết rồi đúng không? Come, sit, share my fire. Cắm trại phát nữa. For the gods. Cắm trại phát đã. Hồi quân. Chờ thời tiết tốt nên bắt đầu mình di chuyển. Giờ di chuyển mất quân lắm. Giờ di chuyển mất quân. Cho thằng này đi do thám trước ạ. Đang tranh thủ thời tiết xấu để mình mua quân phát nhỉ. Đây, quân đoàn này thì phải mua này. Quân đoàn này thì có phải mua thêm con này thì mua một lượt thế thì để lượt sau mua. Và một phát nó ra luôn là đủ. Thời tiết xấu. Mà quân đoàn này mình cấp giáp đây này. Thôi kệ từ từ. Đây. Norcos. Kỵ binh cận chiến. Ồ. Mạnh thế này à. Này thì thằng nào ăn được nó. Giáp giết các thứ của nó đều trâu này cơ mà máu cũng trâu. Nhưng mà đắt vãi trưởng thế này thì làm sao anh nuôi được. Giáp nó trâu thế nhở. Giáp cao hơn nhiều bọn kỵ binh kìa. Ây. Hai mươi bảy lượt nữa mới nâng cấp xong. Giáp cộng ba, sát thương cận chiến cộng ba, mệt mỏi phạm vi di chuyển cộng 15, phí di chuyển cho lính đánh thuê, kỵ binh thương giải tiên phong. Còn tốn nhiều gạo lắm thì mới lên được cái lính đấy. Đốt hết nửa châu Âu. Chờ thời tiết tốt một tí rút lốt mấy quân đoàn Bắc Âu xuống.
Thực ra thì cái đội mà bộ binh cận chiến thì có lẽ cũng không cần đến đội xạ kỵ sĩ lắm. Xạ kỵ thì thực ra cũng không cần phải dùng đội sĩ nữa. Chủ yếu là bọn lính giáo cần sĩ nhỉ. Rút à? Rút luôn chiến thuật à? Kể mình đi vòng bên dưới là mình đốt được cái thành này của nó nhé. Mình đang muốn xử cái thằng đỡ Tây La Mã, thằng quân lính khai La Mã đốt đốt thành của nó đấy. Tiến xuống phía Nam Ý, đốt hết Nam Ý xong quay lên. Phe phái Ostrogoth đã bị tiêu diệt, hợp đồng đánh thuê bổ sung đi đánh thuê. Thời tiết đã tốt rồi, thời tiết tốt à? How can I help? What do you want? How can I help? Ủa, thằng này cho anh. I will end them. It's just a flesh wound. Mạnh nó mạnh thế nhỉ? The shadows take them. Ủa? Yes. What? Con này nó phá hoại mình à? The ravens come. Success, of course. Nó chơi chết một thằng thầy tu của mình à? How can I help? À đâu đây? What do you want? Gây rối khu định cư cho anh. Vãi cả trưởng. Thanh này kiểu gì đấy? Sao quân thành của quân La Mã gì mà bị phá tan hoang này? Xong à? Mình nếu mình không nhầm thì thằng Phanh này đang chiến tranh với thằng đấy. Come, come, let me hear your talk. I warn you, I have no stomach for the meat or knives. Sorry. Đợt sau lại thân với mình như đúng rồi ngay này. Để đấy. We take this settlement for the drive. Thành của nó. Ở tường thành vẫn còn à? Chơi. Vào phá tan nát nhà của nó ra. Trời mưa thì không tốt lắm. Sương mù. À. Ô thành, thành kiểu gì đấy? Thành kiểu này vào hơi khó nhỉ. Thành của nó kiểu quái gì này. Bắn hơi mệt ạ. Bộ binh đầy cuối của Hung Nô đây. Nhưng mà có lẽ là mình sẽ có một cái quân đoàn nó sử dụng đội cầm giáo. Bọn này cầm kiếm này thì khỏe này. Cầm giáo thì nó lại phòng thủ chống kỵ binh tốt hơn. Nếu mà đánh mấy thằng Sassanid thì phải dùng đến quân lính giáo ấy. Mình công ngay, mình không phá tháp canh nó cho anh. Mình kiểm tra xem có hướng nào bị thành nó bị sập không nhỉ? Không.
Không địch đang tiếp cận á. Không địch tiếp cận ở đâu? Phía sau là cái doanh trại của chúng ta. Cổng thành đã vỡ. Phá cái tháp canh nữa. Không phải chết nhiều quân mình lắm. Ô, bắn rất giỏi nhá. Bắn tất cả xung quanh trừ đúng cái tháp canh. Đấy. Ô. Thật đến thua đó rồi. Bắn trúng tất cả các mục tiêu xung quanh trừ đúng cái tháp canh. À, đùa. 42%. Rồi, bắn bên này. Nó cháy 100% thì nó khắc xe sập. The enemy's tower has been destroyed. Rồi. Tháp canh của địch nữa. They will bleed for us. Hành quân vào đâu xem cái đội lính đời mới nhất của Hung Nô là ai giả? Lính cầm kiếm của Hung Nô đây đúng không? Úi dồi ôi, dầu gì là trông chất thế. Lính này thì chưa phải lính đời cuối. Nó sập luôn rồi à? Rồi, tiến lên. Xe bắn đá tiến vào. Có thể sẽ phải dùng xe bắn đá để phá một số cái tháp canh ở chỗ khác của nó. Chẳng mấy khi xem bộ binh Hung Nô tấn công. Và nhìn thấy mấy con ngựa. Mấy thanh niên đứng trên tường lại chết, chết liệt xỉu luôn. Chạy rồi, chạy rồi, chạy rồi. Chạy rồi, chạy rồi, chạy rồi. Xạ kỵ nó dã cho chết sạch. Tiến vào. Oh.
tướng nhỉ. Tiêu diệt đến thằng cuối cùng của nó luôn. Úi giời ngựa. Úi giời. Một chiến thắng có thể nói là rồi, 5 thằng chết với 5 chiến sĩ. Hô 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 hô. Quân khai La Mã san bằng luôn. What the gods? Không cắm trại được. Ready for battle. Tiến lên một chút xíu nữa. Tengri guides must. Đến đây, cắm trại phải đã. Yes. Come, sit, share the fire. Ngu đần. Ngu đần thì tăng xảo quyệt. Tăng mấy cái này lên đã. How can I help? Ô, phía dưới này vẫn còn nhiều thành phết này. Miền Nam nước Ý vẫn còn nhiều thành lắm. Có nghĩa là mình sẽ còn phải đốt rất nhiều Sassanid ở đây. Để xem Trung Đông thế nào. Phía Bắc, chiến trường phương Bắc thì thế nào. Ai rồi, thời tiết tốt rồi. Thời tiết tốt rồi. Đây, mua thêm một thằng ấy, một thằng bộ binh nữa. Lính kiếm. Chơi lính này thì sao nhỉ? 201, 267, 3344, 4635, giáp sức khỏe có 110, thằng này 149, giáp 65 và 4. Bọn này thì lại tốt trận sát thương tầm xa, có vũ khí tầm xa, xuất sắc giáp, xuất sắc sĩ khí, xuất sắc tấn công chống kỵ binh. Cái quan trọng nó có đội hình. Nó thiết lập được đội hình thì kỵ binh không ăn được nó. Nó đánh nhau bọn phương Bắc này thì cần gì. Chơi bọn này là được rồi. Rất nặng này. Quân đoàn này thì thôi không cần tuyển vội. Để đấy á, tích tí tiền để nó nâng cấp nhà cửa. Thirsty for battle. Quân đội của mình vẫn ổn lắm. Bổ nhiệm nó lên đây. Mấy thằng này nó được lên chức thì bổ nhiệm tiếp. À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn thấy video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Còn nếu các bạn muốn theo dõi các video khác của mình, các bạn hãy ấn đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video lần sau.